Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí nối lại ngoại giao con thoi. Đây là thỏa thuận đạt được giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở thủ đô Tokyo. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida tuyên bố hai nước đã đạt được thỏa thuận nối lại các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh cuộc hội đàm có ý nghĩa đặc biệt giúp người dân hai nước biết thêm về mối quan hệ Hàn-Nhật vốn đang trải qua nhiều khó khăn do các vấn đề còn tồn đọng chưa được giải quyết nhưng đang ở một thời điểm bắt đầu mới. Cũng tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết gác lại những thách thức cùng chia sẻ về vấn đề lịch sử và cho rằng hai nước cần làm việc chặt chẽ hơn để đối phó với những thách thức an ninh khu vực. Ngay trước thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết Seoul và Tokyo đã đạt được thỏa thuận về các bước giải quyết tranh chấp thương mại. Theo đó, Tokyo sẽ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu sang Seoul, trong khi Seoul cũng sẽ rút lại các khiếu nại lên WTO về việc Tokyo áp đặt các hạn chế xuất khẩu vào nước này. Chuyến thăm 2 ngày tới Tokyo của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra sau khi Seoul tuần trước công bố đề xuất giải quyết tranh cãi về vấn đề lao động thời chiến với Nhật Bản. Hôm qua, Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo sẽ rút đơn kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO chống lại lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản. Quyết định được đưa ra sau khi Nhật Bản cùng ngày đồng ý bãi bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghiệp quan trọng sang Hàn Quốc. Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, các quan chức của Bộ đã tiến hành hội đàm với các đồng nghiệp của Nhật Bản từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 3 về cách thức quản lý hoạt động xuất khẩu giữa hai nước. Dựa trên cuộc đối thoại chính sách này, Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, trong khi Seoul cũng nhất trí rút lại đơn kiện lên WTO về việc Tokyo áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu vào nước này. Hai bên cũng nhất trí thảo luận cụ thể về cách thức khôi phục quy chế đối tác thương mại đáng tin cậy. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc đang thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà trong ngày 16 tháng 3. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp tổng thể cho việc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước. Hôm qua, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố sách trắng về quản trị không gian mạng nhằm thắt chặt công tác quản lý công nghệ trong thời đại mới. Theo Tân Hoa Xã, sách trắng với tiêu đề Quản trị không gian mạng dựa trên luật pháp trong kỷ nguyên mới của Trung Quốc nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, Trung Quốc coi quản trị không gian mạng dựa trên luật pháp là phần cốt yếu trong chiến lược tổng thể về pháp trị. Sách trắng đề cập việc Trung Quốc đang thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới nhất như Big Data, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và blockchain trong quy trình tư pháp, thi hành án, hành chính tư pháp và các lĩnh vực khác. Sách trắng cũng cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã kiểm tra 3,22 triệu ứng dụng di động kể từ năm 2019 để bảo vệ thông tin cá nhân, đưa ra các khuyến cáo hoặc loại bỏ khoảng 3.000 ứng dụng vi phạm luật và các quy định. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, bất chấp những lo ngại về việc tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính tại Mỹ và châu Âu hiện nay có thể phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng kinh tế. Thông tin mở đầu cho cụm tin vắn đáng chú ý. Cụ thể, ba loại lãi suất chính của ECB là lãi suất tái cấp vốn chủ chốt sẽ tăng lên 3,5%, lãi suất cho vay cận biên tăng lên 3,75%, trong khi lãi suất tiền gửi tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 là 3%. Các mức lãi suất mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 tới. Quyết định trên của ECB được đánh giá là nhằm tiếp tục kiềm chế tỷ lệ lạm phát cao ở khu vực Eurozone hiện nay, vốn ở mức 8,5% trong 2 tháng vừa qua. Ngoài ra, ECB đã nâng dự báo tăng trưởng tại khu vực Eurozone trong năm nay lên 1%, đồng thời khẳng định lĩnh vực ngân hàng trong khu vực này có sức chống chịu tốt trước biến động. Những diễn biến tiêu cực mới đây trong ngành ngân hàng có thể gây tác động sâu rộng đến tình hình tài chính quốc tế. Ông Garyang, chuyên gia phân tích kinh tế cấp cao tại công ty tư vấn Natixis cho rằng cuộc khủng hoảng đang xảy ra sau sự sụp đổ của SVB cũng như Credit Suisse cho thấy ngành tài chính đang bắt đầu hứng chịu hậu quả của việc thắt chặt thanh khoản và áp dụng lãi suất cao để chống lạm phát. Nhận định trên được đưa ra sau khi ngân hàng Credit Suisse AG ngày 16 tháng 3 thông báo sẽ vay tối đa 54 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ để tăng cường tính thanh khoản do giá cổ phiếu của hãng lao dốc kỷ lục tới 30%. Sự cố tại Credit Suisse đã giáng đòn mạnh vào thị trường chứng khoán.
Vụ phá sản của ngân hàng SVB cùng hai ngân hàng lớn khác của Mỹ trong chưa đầy một tuần qua đang tác động mạnh mẽ tới thị trường tài chính thế giới. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, từng bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu năm 1997, đang tìm cách ngăn chặn tác động dây chuyền từ vụ việc này. Theo ông Ferry Warjio, thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, ngân hàng sẽ tiếp tục các động thái nhằm ổn định tỷ giá, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng đồng tiền nội địa sẽ tăng mạnh lên nhờ sự ổn định của hệ thống tài chính Indonesia. Trên thực tế, tâm lý tiêu cực đã gây hỗn loạn trên các thị trường tài chính toàn cầu trong tuần qua, đồng thời kích hoạt dòng vốn nước ngoài chảy ra khỏi các nước đang phát triển và gây áp lực lên tỷ giá hối đoái ở nhiều nước, trong đó có Indonesia. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố thống kê cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại nước này trong tuần trước đã giảm mạnh hơn dự kiến. Điều này cho thấy thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần tính đến ngày 11 tháng 3 đã giảm 200.000 đơn xuống mức 192.000 đơn, thấp hơn dự báo trước đó. Ngoài ra, số đơn yêu cầu tiếp tục được trợ cấp thất nghiệp sau một tuần nhận trợ cấp đã giảm 29.000 đơn xuống còn 1,68 triệu đơn trong tuần tính tới ngày 4 tháng 3. Điều này cho thấy một số lao động bị sa thải đã có thể dễ dàng tìm được việc làm mới. Theo giới phân tích, việc thị trường lao động tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đi đôi với lạm phát vẫn ở mức cao, có thể khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tuần tới. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, việc hai ngân hàng lớn của Mỹ tuyên bố phá sản gần đây đang làm dấy lên lo ngại về tác động đối với triển vọng nền kinh tế Mỹ và có thể khiến Fed phải tạm dừng chính sách hiện nay để ổn định thị trường. Liên quan một tàu chở dầu bị hư hại hồi đầu tuần trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ở Vịnh Thái Lan, chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho lực lượng hải quân hoàng gia nước này tham gia nỗ lực giải cứu chiếc tàu nhằm ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ra vịnh. Chính phủ Thái Lan cho biết lực lượng hải quân hoàng gia sẽ tập trung giúp thủy thủ đoàn của tàu FSO Bekamas 2 thuộc tập đoàn Chevron bịt lỗ rò rỉ dẫn đến tình trạng nước thấm vào thân tàu. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ triển khai các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu do con tàu đang chở 400.000 thùng dầu thô. Nước biển tràn vào tàu hôm 14 tháng 3 sau khi xảy ra vụ nổ ở khoang máy trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Giới chức Thái Lan cho biết đã có một thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong vụ nổ, trong khi 28 thành viên còn lại an toàn và con tàu trong tình trạng ổn định. Con tàu hiện đang neo đậu cách căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan, khoảng 200 km. Khi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên thế giới chưa kết thúc, vấn đề triển khai các chương trình tiêm phòng ra sao để duy trì mức độ kháng thể nhất định cho người dân, tránh nguy cơ dịch tái bùng phát rộng vẫn là mối quan tâm của giới khoa học và các tổ chức y tế. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã đề xuất với Chính phủ Mỹ kế hoạch triển khai tiêm phòng COVID-19 một liều duy nhất cho người dân, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương vào mùa thu hàng năm giống như tiêm phòng bệnh cúm. Trong 3 năm qua, các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 được triển khai trên toàn thế giới. Đến nay đã có hơn 13,32 tỷ mũi vaccine được tiêm. Theo các chuyên gia, việc tiêm vaccine đủ 2 mũi và 1 mũi tăng cường đã giúp nhiều người dân tại Mỹ không gặp các triệu chứng nặng hoặc thậm chí là tử vong. Dù COVID-19 hiện không còn là nỗi lo thường trực như trước, nhưng WHO tiếp tục đánh giá dịch bệnh này vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu. Thế giới vẫn cần cảnh giác trước những biến chủng mới. Vì thế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tin rằng, trong tương lai, hầu hết mọi người dân có thể chỉ cần một liều vaccine phòng COVID-19 mới nhất để duy trì khả năng đề kháng, bất kể họ đã tiêm bao nhiêu liều trước đó. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố nguyên mẫu cho bộ đồ phi hành sẽ được sử dụng trong sứ mệnh Artemis 3 dự kiến diễn ra vào năm 2025. Đây là sứ mệnh thuộc chương trình đưa con người trở lại mặt trăng sau 50 năm của NASA. Bộ đồ phi hành do hãng Axiom Space chế tạo đã được giới thiệu tại Trung tâm Vũ trụ Houston ở bang Texas, Mỹ. Những tính năng của bộ đồ đã được trình diễn trước công chúng, bao gồm giải đèn giúp các phi hành gia nhìn trong điều kiện thiếu sáng, máy ảnh độ nét cao và thiết kế hiện đại hỗ trợ cử động của người mặc. Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều khớp nối vào phần thân dưới của bộ đồ và điều này đã tạo ra cải tiến vượt bậc so với bộ đồ phi hành gia trong sứ mệnh Apollo trước đây. Các phi hành gia sẽ cảm thấy thoải mái hơn và đi lại thuận tiện hơn. Hồi tháng 11 năm ngoái, NASA đã thực hiện thành công sứ mệnh Artemis 1 bay quanh mặt trăng nhưng không chờ người.
Theo kế hoạch, Artemis 2 và 3 sẽ lần lượt được triển khai trong các năm 2024 và 2025 để đưa con người trở lại mặt trăng. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.